Cách đây không lâu mình đã có review mẫu chuột gaming không dây đầu bảng của Asus trong năm 2020 này. Đó chính là mẫu ROG Chakram. Nếu anh em nào chưa coi á, thì mình sẽ để link ở ngay bên trên và cả bên dưới phần description để mọi người tiện theo dõi nha. Dù có nhiều tính năng rất là hay ho cùng những phần cứng cực kỳ chất lượng, nhưng mà với giá bán lên đến gần 4 triệu đồng thì đây không phải là một mẫu chuột dễ tiếp cận, kể cả đối với những fanboy của ROG. Có lẽ thấy được điều này cho nên là mới đây Asus đã giới thiệu ra thị trường một phiên bản rút gọn của Chakram mang tên Chakram Core, sử dụng kết nối có dây truyền thống với giá bán rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng nhưng vẫn giữ được gần như đầy đủ các chức năng cao cấp đặc trưng của dòng Chakram. Mình thì cũng đã được trên tay và sử dụng mẫu chuột này khoảng 1 tuần rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm video này để giúp anh em biết rõ hơn về sự khác biệt giữa hai phiên bản Chakram này để mọi người dễ tham khảo và lựa chọn nha. Thôi không để mọi người phải đợi lâu nữa, mời mọi người đến với phần tiếp theo của video review ngay sau đây. Vì hai mẫu chuột này gần như là giống nhau hoàn toàn, cho nên là mình khuyên anh em nếu quan tâm á, thì nên xem video review Chakram mà mình đã làm trước để tiện theo dõi nha. Điểm khác biệt đầu tiên của Chakram Core so với phiên bản thường dĩ nhiên là phần dây dính liền với chuột. Dây này được bọc dù chống đứt và cũng không thể tháo rời khỏi chuột được. Điểm khác thứ hai đó là phụ kiện đi kèm của Chakram Core sẽ không có thêm hai switch sơ cua và miếng nhựa để custom logo khi cần, mà chỉ có một cái kẹp để gỡ switch. Switch sơ cua theo mình á, thì cũng không thực sự cần thiết cho lắm, vì hai switch zin trên chuột cũng là switch Omron chất lượng rất là tốt rồi. Ngoài ra nếu có xui lắm mà bị hư á, thì mọi người cũng có thể mua switch Omron ở ngoài thị trường gắn vào với giá chỉ khoảng vài chục ngàn cho một switch thôi. Ngoài ra thì phụ kiện theo chuột còn có hai cái joystick, một cái được gắn sẵn ở trên chuột rồi, một cái phụ để thay đổi độ cao, một miếng chụp để che hẳn joystick nếu như không có nhu cầu sử dụng, và cuối cùng là một cục tạ. Theo mình thấy thì nó cũng khá là đẹp và có trọng lượng khoảng tầm 13.6g. Cục tạ này á, thì sẽ được gắn vào thân chuột bên dưới nắp lưng. Như trên phiên bản không dây á, thì cái chỗ này sẽ là chỗ để gắn cục receiver 2.4GHz. Vì là chuột cắm dây cho nên là bên dưới Chakram Core đã được lược bỏ đi nút chuyển chế độ kết nối và nút pair Bluetooth. Giờ chỉ còn duy nhất một nút bấm để thay đổi DPI nằm ngay chính giữa thôi. Chakram Core khi chưa gắn tạ thì nặng khoảng tầm 97g. Đây là mức trọng lượng trung bình, không quá nặng và cũng không quá nhẹ. So sánh với mẫu chuột có form khá là tương đồng, đó là Logitech G502 Hero thì có trọng lượng lên đến 121g. Có thể thấy là Chakram Core đã nhẹ hơn rất là nhiều. Đối với cá nhân mình á, thì trọng lượng chuột từ khoảng 80 đến dưới 100g là vừa vặn để chơi mọi loại game. Nặng hơn á, thì chơi nó nhanh mỏi cổ tay, còn nhẹ hơn á, thì theo mình thấy thì nó không tạo được cảm giác đầm và chính xác khi bẫy chuột. LED RGB trên Chakram Core giờ chỉ còn ở khu vực logo ROG và con lăn. Hai dãy LED RGB ở phía trước mũi chuột thì bây giờ đã bị lược bỏ bớt, chắc là để tạo sự khác biệt dễ nhận ra hơn ở ngoại hình của hai mẫu chuột này. Rồi, và đó cũng là gần như toàn bộ những khác biệt giữa hai phiên bản Chakram. Còn lại từ form chuột nè, cho tới cấu tạo vỏ của Chakram Core cũng giống y hệt như phiên bản không dây. Tức là vỏ chuột vẫn được làm bằng chất liệu trong mờ. Toàn bộ phần vỏ trên của Chakram bao gồm hai nút bấm chính và mặt lưng đều có thể tháo rời được. Phần vỏ của hai nút bấm chính thì vẫn có thiết kế lò xo để tạo lực ép, để ép sát cái phần vỏ này xuống switch, giúp hạn chế tối đa độ rơ của nút. Hai switch chính của chuột cũng là loại switch Omron có độ bền 50 triệu lần nhấn và được giữ nguyên cơ chế cắm rút nhanh bằng kẹp kim loại đi kèm để người dùng có thể thay thế switch theo sở thích, hoặc là nếu switch có bị hư á, thì cũng có thể tự thay switch mới bằng cách cắm rút rất là đơn giản. Đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của dòng Chakram đó là chiếc joystick ở bên hông trái, rất may là đã không bị lược bỏ. Toàn bộ cảm giác sử dụng cho tới chức năng không có gì khác biệt cả. Mình cảm thấy hơi tiếc á, đó là Asus quyết định giữ nguyên vị trí của joystick, nghĩa là khi mà cầm lên á, thì tay mình nó vẫn hơi bị với mỗi khi muốn sử dụng cái chức năng này. Về độ hữu dụng của joystick thì khi sử dụng trong thực tế thì mình cũng vẫn chưa cảm thấy có gì đó quá cần thiết. Mình thì thường để chế độ D-pad 4 hướng và gắn 4 phím mũi tên vào vị trí tương ứng, giúp chuyển qua lại giữa các lựa chọn nhanh hơn mà không cần phải rời tay khỏi chuột. Toàn bộ các chức năng của chuột như là tùy chỉnh DPI, gắn mặt rô hay thay đổi hiệu ứng LED hoặc là thay đổi chức năng của joystick đều được điều khiển thông qua phần mềm Armoury Crest. Theo mình thấy thì phần mềm của Asus gần đây đã được làm gọn gàng và dễ nhìn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên á, có cái chỉnh DPI thì mình vẫn thấy hơi khó chịu vì phần mềm bắt phải chỉnh bằng thanh trượt chứ không có cho nhập số cho bàn phím. Mắt đọc của Chakram Core thì tương tự như trên phiên bản không dây. Hiệu năng của mắt đọc này thì mình cũng đã có đánh giá trong video review Chakram rồi. Đây là một mắt đọc rất là chất lượng và hoạt động cực kỳ ổn định, không có gì để bàn cãi ở đây nữa.
Dù vậy thì mình vẫn thích sử dụng chất RAM core hơn vì trọng lượng chuột khá là vừa vặn với sở thích của mình, cho nên là cảm giác khi chơi game cũng tốt hơn hẳn. Nói chung lại thì sau vài ngày được Asus cho mượn và dùng thử thì mình thấy rằng nếu anh em không quá quan tâm tới chuyện là có dây hay là không dây thì chất RAM core không hề thua kém gì bản thường, vẫn sẽ là một trong những mẫu chuột tốt nhất từ trước tới nay của Asus, hoàn toàn có thể so sánh được với các dòng chuột gaming cao cấp của Razer, Logitech hay là SteelSeries. Như mình đã nói ở video trước á, thì form của chất RAM khá là tương đồng với G502, khá là gọn gàng và ôm tay nhờ thiết kế dạng ergonomic. Cho nên là khi anh em nào mà đã thích G502 rồi á mà lại không chịu được trọng lượng quá nặng của nó thì chắc chắn là sẽ cảm thấy thích chiếc ROG chất RAM Core này. Với giá bán dự kiến sẽ rẻ hơn chất RAM khoảng 1 triệu đồng. Nghe thì có vẻ nhiều á, nhưng mà thực tế thì chất RAM Core vẫn có giá bán cao hơn hầu hết các mẫu chuột có dây cao cấp hiện nay. Theo mọi người thì mẫu chuột này có xứng đáng với giá tiền bỏ ra hay không? Hãy comment ở bên dưới để mình cùng thảo luận nha. Và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ tới mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu như mọi người quan tâm tới giá cả và nơi bán á, thì mình sẽ cập nhật ngay khi có giá chính thức và chèn link bên dưới phần description để mọi người tiện tham khảo nha. Và cuối cùng, nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người cứ comment hỏi thoải mái vì mình sẽ cố gắng giải đáp đầy đủ và sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.